Thưa quý khán giả, dự kiến mỗi ngày thì thành phố Cần Thơ sẽ tồn đọng khoảng 200 tấn rác khi nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt EB ngưng hoạt động để bảo trì. Trước nguy cơ ùn ứ hàng ngàn tấn rác thải thì chiều ngày hôm qua, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã triệu tập lãnh đạo các quận huyện và các sở ngành liên quan để bàn các giải pháp. Theo Sở Tài nguyên Môi trường Cần Thơ thì trong những ngày tới, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt EB ở huyện Thới Lai sẽ dừng vận hành 35 ngày để đại tu. Trong thời gian này, thành phố Cần Thơ sẽ tồn đọng lượng rác thải lên đến 7.000 tấn. Để ứng phó, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị huyện Cờ Đỏ mở rộng bãi rác Đông Thắng đảm bảo chứa đủ 10.000 tấn rác. Khu xử lý chất thải rắn tại bãi rác phải nâng công suất đốt tối đa 150 tấn mỗi ngày. Số còn lại các ngành phải tính toán phương án tiêu hủy phù hợp. Thời gian qua, tình trạng ùn ứ rác thải cũng thường xuyên xảy ra tại các khu vực dân cư trong nội ô thành phố Cần Thơ. Nhiều người dân còn bức xúc phản ánh tình trạng những điểm tập kết rác tự phát gây ô nhiễm môi trường. Nguyên nhân là do đâu? Nhóm phóng viên chúng tôi đã vào cuộc tìm hiểu. Bản thông báo cấm đổ rác ghi đầy đủ thông tin về mức xử phạt. Thế nhưng trước nay, chưa người dân nào bị phạt vì bỏ rác không đúng nơi quy định. Vì thế dù có bản cấm, nhưng lần lượt hết người dân này đến người dân khác, vô tư mang rác đến bỏ. Một đống rác vô chủ hình thành tại khu vực chợ Cầu Giáng, quận Bình Thủy và tồn tại suốt thời gian dài. Mới đây, công ty công trình đô thị thành phố Cần Thơ phối hợp với chính quyền địa phương thu dọn xong điểm tập kết rác này. Thế nhưng chỉ sau một ngày đêm, đống rác mới lại hình thành. Là bên chợ nè, rồi ba cái mấy những người giảng lai, anh thấy nha, họ đi là họ dục một cái đống rác kêu bằng quá trời luôn nha. Bây giờ là gia đình chịu hết nổi luôn. Phòng cũng sẽ phối hợp với phường cũng như là các cái đơn vị có liên quan thì tuyên truyền người dân có ý thức cũng như là bố trí cái điểm để mà người dân bỏ rác cho nó đảm bảo vệ sinh. Điểm tập kết rác tại khu dân cư Ngân Thuận đã tồn tại nhiều năm qua, gây bức xúc trong dư luận. Mặc dù đã ngưng tiếp nhận rác khoảng một tháng nay, đống rác đã được che đậy, nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được xử lý triệt để. Thứ nhất là ảnh hưởng đến trại bộ đội, thứ hai nữa là ảnh hưởng đến cái vấn đề khu chung cư và một cái khu nữa là cái khu hành chính của ủy ban quận. Ngoài các điểm tập kết rác gây bức xúc, tình trạng ùn ứ rác cũng xuất hiện tại một số nơi ở các quận trung tâm thành phố Cần Thơ. Theo lãnh đạo công ty công trình đô thị, đơn vị vừa trúng thầu thu gom rác ở 8 trên 9 quận huyện của thành phố. Nguyên nhân là do thời điểm chuyển giao giữa đơn vị cũ và mới, nhân viên thu gom chưa nắm hết địa bàn. Ngoài ra, những điểm tập kết rác tự phát xuất hiện nhiều, nhất là ở các tuyến hẻm sâu. Tình trạng xe chở rác đến nhà máy xử lý phải nằm chờ thời gian dài cũng khiến việc thu gom bị chậm trễ. Hiện tại công ty đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý. Đối với điểm tập kết rác tại khu dân cư Ngân Thuận, đơn vị cũng đã có giải pháp cụ thể để xử lý dứt điểm. Phấn đấu từ đây đến cuối năm là sẽ thu gom cơ bản về cái vấn đề rác Ngân Thuận để mà đảm bảo cái vệ sinh môi trường. Tuy nhiên thì nó vẫn dần còn phụ thuộc vào cái năng lực của cái khu xử lý nữa. Tại vì hàng ngày mình chuyển cái rác đi đến xử lý thì nó cũng có cái giới hạn về mặt khối lượng nhất định. Mỗi ngày người dân thành phố Cần Thơ thải ra lượng rác sinh hoạt khoảng 650 tấn. Tuy nhiên, thành phố vẫn chưa quy hoạch được điểm tập kết rác tập trung. Do đó, bên cạnh nỗ lực của các đơn vị thu gom xử lý rác, người dân cũng cần ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung, không tập kết rác hoặc bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định. Trong khi thành phố Cần Thơ đang loay hoay để tìm giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm ùn ứ rác thải, thì người dân ở tỉnh Khánh Hòa đã có giải pháp hiệu quả xử lý nguy cơ ô nhiễm rác thải tại vịnh Vân Phong, vùng nuôi thủy sản trọng điểm miền Trung Nam Bộ. Đó là sử dụng đội tàu đến từng lồng bè nuôi thủy sản để thu gom rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa. Việc làm này đã tạo nên đổi thay trong cách ứng xử với môi trường biển từ chính những người nuôi thủy sản. Chiếc tàu khá lạ mắt, không phải để chở thức ăn nuôi tôm hùm. Vậy mà, ngày nào tàu cũng ngược xuôi đến các lồng bè nuôi tôm. Cứ hễ cập vào lồng bè nào, thì liền ngay đó, những bao chứa rác mà chủ bè đã gom sẵn được đưa ngay lên tàu. Mỗi lồng bè như vậy, lượng rác có ít thì cũng 1 đến 2 bao to. Đây chỉ là một trong 3 chiếc tàu gom rác hoạt động từ 3 năm nay ở vùng nuôi tôm hùm trên vịnh Vân Phong tại khu vực xã Vạn Thành, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Anh Trần Thiện Toàn lập ra đội tàu gom rác này. Tất cả bắt đầu từ nỗi bức xúc rác thải nhựa tràn lan ở biển và từ nỗi xót xa khi vùng biển trong lành bị hủy hoại bởi rác nhựa. Lượng rác biển của mình nó quá ô nhiễm đi. Lòng bè bà con là sống nhờ cái lòng bè không?
là buộc mình phải thu gom để giữ cái môi trường sạch sẽ để bà con nuôi trồng cho nó đạt. 8 nhân công trên 3 tàu gom rác đều đặn mỗi ngày đến các khu vực lồng bè nuôi tôm hùm và thu gom từ 4 đến 5 tấn rác, chủ yếu là rác nhựa. Ở những vùng nuôi tôm hùm, ngày nào mỗi hộ nuôi cũng sử dụng từ hàng chục đến hàng trăm chiếc bao như thế này để đựng thức ăn nuôi tôm. Trước đây, sau khi cho tôm hùm ăn, chỗ bao ni lông hiếm khi được thu gom lại và biển lại là nơi hứng chịu. Thế nhưng từ ngày có tàu gom rác, chủ lồng bè nuôi tôm hùm đã thay đổi cách ứng xử đối với biển. Thói quen vứt rác xuống biển hạn chế rất nhiều bởi ngày nào cũng có tàu đến tận lồng bè để gom rác. Thì cũng nhiều bà con ai cũng có cái trách nhiệm đó, mỗi người cũng có một ý thức riêng để mà gom rác để khu bì nãy hồ bỏ cho ghi tàu đi tới gom rác. Tinh thần anh em là lúc này cũng sông sái để mà phục vụ cho bà con dư biển nước cho mình là nên được trong sạch, về môi trường là sạch sẽ. Mỗi hộ gia đình nuôi tôm hùm ở vùng biển xã Vạn Thành giờ đều đồng tình góp tiền để duy trì hoạt động của đội tàu gom rác. Tùy theo số lượng đồng bè mà các gia đình đóng góp số tiền tương ứng. Ít thì mỗi tháng 50.000 đồng, nhiều thì 100 đến 150.000 đồng. Bù lại, rác thải nhựa ở vùng biển này không còn bức bối như trước.